Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, lộc trời ban xuống. Tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nứt tường đổ vách, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024. Hai tay lạy bốn phương trời, đổi đời mua bạc mua vàng về đeo, thất nghiệp chả sợ treo leo, làm ăn tấn tới đẩy xa cái nghèo, một mình chèo lái mái thuyền, 6 tháng cuối năm quyết chí làm giàu như vua. Kính thưa quý tín chủ tuổi Tân Hợi thân mến, có ai trong cuộc mà không mong mỏi mình sẽ có được cuộc sống đầy đủ điều kiện vật chất, tiền tiêu thả ga, ấm no sung túc. Vợ chồng con cái được vui vẻ bình yên, tuy nhiên, thực tế thì không phải ai cũng được ơn trên ban cho may mắn gặp được quý nhân vượt qua hoàn cảnh một cách dễ dàng, thuận lợi. Tính đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều những anh chị Tân Hợi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Đặc biệt sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên thì con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2024 tới đây sẽ bước vào năm 54 tuổi, vậy 6 tháng cuối năm 2024 có được coi là thời điểm khổ tận cam lai, mà được ơn trên soi đường chỉ lối ban cho nhiều cơ hội đổi vận phát tài, thoát khỏi nợ nần, bất hạnh hay không, làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sung xuê. Tiền vàng nhét chật két, tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay trên kênh Minh Đường Tử Vi, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Yếu tố thuộc nhóm kim loại, hướng tốt, Bắc, Đông Bắc, màu sắc hợp mệnh, màu nâu, vàng đậm, trắng, xám, bạc, cực âm, đá hợp mệnh, đá hồng ngọc. Số may mắn, ý nghĩa số 5, số thứ tự, thứ 12, mùa sinh tốt, mùa đông, tháng tốt, tháng 10, tuổi hợp, người tuổi Mão, người tuổi Mùi, tuổi xung khắc, người tuổi Tỵ, tương ứng với tử vi phương Tây, thần nông. Tính theo sinh tiêu, tuổi Hợi là dấu hiệu thứ 12, cũng là con giáp cuối cùng trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác, bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện, để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì, họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai, những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết, sự thật thà chân thành. Giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách. Thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn, đạt được thành tựu, sự nghiệp vững chắc, vinh quang hiển đạt. Tuổi Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán,
tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, tuổi Hợi mệnh Kim sẽ tự mình giải quyết, đối mặt với gian nan thử thách. Họ không trông cậy cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp người tuổi Tân Hợi mệnh Kim có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tổng quan tử vi năm 2024 của tuổi Tân Hợi 1971, mệnh Kim 54 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh. Vận niên năm cho thấy, đây là một năm tốt đẹp rực rỡ. Tân Hợi 1971 có mệnh Kim gặp năm Kim là Bình Hòa, thiên can Tân gặp năm Quý là Bình Hòa, địa chi Hợi gặp Mão là Tam Hợp, nên mọi công việc diễn ra sẽ được thuận lợi hanh thông. Xem tử vi 2024 Tân Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Giáp Bình Hòa, vận khí bình ổn, ít chịu tác động ngoại cảnh, tự làm tự lo, thành hay bại đều do chính mình quyết định. Xét về địa chi, Hợi gặp Thìn Bình Hòa, vận khí bình ổn, công việc làm ăn duy trì như cũ, ít sự đột phá lớn hay thành công rực rỡ, tiền bạc có vào ra cân bằng. Làm ăn buôn bán lúc lời khi lỗ, quân bình lại vẫn ở mức khá, gia đạo hay sức khỏe đều không phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, có xung đột trong các mối quan hệ như hợp tác làm ăn hoặc tình cảm gia đình, sức khỏe giảm sút, đau yếu bệnh tật, hao tổn tiền bạc, khiến công việc bị gián đoạn. Tiểu kết, xét về can chi ngũ hành thì 2024 là năm trung bình với tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, công việc làm ăn có lúc thăng lúc trầm, nhưng tự chung lại vẫn ở mức bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều, tiền bạc cũng duy trì bình ổn, không bị biến động quá mạnh. Gia đạo hay các mối quan hệ hợp tác bên ngoài có chút mâu thuẫn, nhưng không quá lớn, có điều sức khỏe đi xuống trông thấy, ốm đau thuốc thang tốn kém. Về phương diện sự nghiệp và tài vận, năm Giáp thì người tuổi Tân Hợi đại lợi về tài vận, mở rộng về sự nghiệp, có rất nhiều quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội thăng tiến, tháng đại lợi cho mệnh chủ là từ là tháng 7 âm lịch trở đi. Nói tóm lại, năm Giáp Thìn là năm tích chữ, cũng là năm nhân khí cấp thăng của người tuổi Tân Hợi, tất cả đều có liên quan đến danh khí, nếu đương sự biết tạo lập các mối quan hệ tốt đẹp, thì có thể tránh được những chuyện kiện tụng thị phi, tránh được sự xâm hại của các sao hung như sao Quan Phù, Phi Liêm, Ngũ Quỷ, vì vậy, năm Giáp Thìn người tuổi Tân Hợi nên nỗ lực công tác, nên học hỏi nhiều, tránh nóng giận, tốt nhất là tránh chữ loạn mà làm hỏng đại sự. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi cần biết rút lui trong những thời điểm thích hợp. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này chắc chắn sẽ bùng nổ tài lộc, đổi vận đổi đời, giàu nhanh chóng mặt trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Tân Hợi 1971. Theo dự đoán tử vi 2024 tuổi Tân Hợi, 6 tháng cuối nhờ có cục diện tam hợp nên hứa hẹn sẽ là thời điểm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với bản mệnh. Về mặt tài chính, bạn có thể thu được lợi nhuận dồi dào trong nửa cuối năm Giáp Thìn. Nếu ra ngoài làm ăn kinh doanh, tuổi Tân Hợi sẽ tạo lập được tầm ảnh hưởng lớn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, tín chủ nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi không đáng có, giúp công việc sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Trong 6 tháng cuối năm này, người tuổi Tân Hợi sẽ có cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc, diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, du lịch và lễ kỷ niệm ý nghĩa. Với những tuổi Tân Hợi đang độc thân, cuối năm nay bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ mối quan hệ tình cảm đẹp, tốt đẹp đích thực và có khả năng tiến đến hôn nhân. Không có gì quan trọng hơn việc người tuổi Tân Hợi đặt niềm tin tưởng vào khả năng của mình và sử dụng bản lĩnh đó để vượt lên trong cuộc sống. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó của cuộc đời mình, bạn có tất cả các nguồn lực cần thiết để biến giấc mơ thành hiện thực. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ các kế hoạch của mình và sắp xếp các mục tiêu để hoàn thành với mục đích sống thiêng liêng của bạn. Về công việc sự nghiệp, dự báo tử vi 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ trong cuộc sống, công việc của Tân Hợi. Bạn không cần phải quá lo lắng vì mọi việc đã đặt vào đúng vị trí. Bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và các đồng nghiệp, cũng cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với bạn. Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, Tân Hợi đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tín chủ học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với những người tuổi Tân Hợi làm lãnh đạo,
Bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, 6 tháng này không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Những người tuổi Tân Hợi trong năm 2024, nếu đang nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp thì nên kiên nhẫn chờ đợi đến năm sau. Năm nay việc kiên trì với công việc đã có từ trước sẽ giúp mọi thứ thuận lợi hơn. Điều này đảm bảo bạn nhận được lợi ích xứng đáng vì những nỗ lực, chăm chỉ bạn đã bỏ ra cho sự nghiệp hiện tại. Về tài lộc, tử vi năm dự báo, đây cũng là thời điểm tốt nhất để bạn thực hiện các ý tưởng đầu tư. Mọi dự tính của bạn thuận lợi như diều gặp gió. Năm con rồng, tuổi Tân Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khi được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, bạn nên nhờ sự hướng dẫn của người có chuyên môn để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Hãy cẩn thận suy xét kỹ trước khi bỏ vốn kinh doanh, chỉ lựa chọn những lĩnh vực mà bạn có hiểu biết sâu rộng và đầy đủ. Bên cạnh việc tạo thêm thu nhập, thì bạn cũng cần lên kế hoạch chi tiêu tài chính nghiêm túc, không nên chi tiền cho những món đồ xa xỉ, mà nên tập trung tích lũy một nền tảng tài chính ổn định cho bạn. Về mặt tình cảm gia đạo, tử vi năm cho thấy, với tuổi Tân Hợi độc thân bận rộn tìm kiếm tình yêu, nhưng đa phần là các mối quan hệ ngắn hạn mà không tìm thấy điều bạn thực sự muốn. Tuy nhiên, vào 6 tháng cuối năm này, ai đó có thể sẽ thu hút sự chú ý của bạn, nên lắng nghe trái tim của mình và để bản thân được cuốn theo sự kỳ diệu của tình yêu. Rất có thể, bạn sẽ bắt đầu một mối tình đẹp ở nơi ít ngờ tới. Sao Hồng Loan che chở, nên những người tuổi Hợi còn độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp để tiến tới hôn nhân. Trong nửa cuối năm, giao tiếp là chìa khóa. Điều quan trọng bạn phải giao tiếp cởi mở và trung thực với đối tác của mình về nhu cầu, cảm xúc. Điều này có thể giúp xây dựng lòng tin và sự hiểu biết, đồng thời có thể ngăn chặn những hiểu lầm và xung đột leo thang. Đừng quên thể hiện sự cảm kích và biết ơn. Hãy cho đối tác của mình biết rằng bạn coi trọng và đánh giá cao họ bằng cách bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn. Những cử chỉ nhỏ như nói cảm ơn, yêu thương có thể giúp củng cố mối quan hệ một cách lâu dài. Trong thời gian này, bạn cần dành thời gian cho những người thân yêu. Điều quan trọng là dành thời gian để ở bên nhau và kết nối với nhau. Cho dù điều đó có nghĩa là hẹn hò hay chỉ đơn giản là dành thời gian chất lượng cho nhau, thực hành sự tha thứ rất quan trọng. Không ai là hoàn hảo, mâu thuẫn nảy sinh trong một mối quan hệ là điều bình thường. Điều quan trọng là sẵn sàng tha thứ cho bạn đời của bạn và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Tuổi Tân Hợi phải giữ cho sự lãng mạn tồn tại bằng cách làm những điều mà cả bản thân và người bạn đời của mình yêu thích. Về sức khỏe, ăn uống lành mạnh cân bằng, tập trung vào việc tiêu thụ nhiều loại thực phẩm nguyên chất chưa qua chế biến như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc, tránh đồ uống và thực phẩm có đường và hạn chế ăn chất béo không lành mạnh và đường bổ. Sung duy trì hoạt động và tập thể dục thường xuyên, đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động thể chất cường độ mạnh mỗi tuần. Tập thể dục có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn. Ngủ đủ giấc, đặt mục tiêu ngủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để giúp cơ thể và tâm trí của bạn được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Thực hành các kỹ thuật quản lý căng thẳng. Căng thẳng mãn tính có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm cách kiểm soát chúng. Các kỹ thuật như thiền, tập thể dục có thể giúp bạn giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 6 âm lịch,
Người sinh 1971 Tân Hợi tháng này sẽ có nhiều dự định mới trong năm 2024 bởi bạn sẽ tiến hành nhiều công việc và đầu tư tiền bạc vào công việc kinh doanh, làm ăn. Bản mệnh có quý nhân bán hợp chỉ lối soi đường nên nhanh chóng tìm được hướng đi phù hợp với mình, cũng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức mày mò. Tháng trước có nhiều vấn đề còn tồn đọng lại, nhưng mọi sự đều được bản mệnh giải quyết nhanh chóng trong tháng này. Bản mệnh biết cách linh hoạt xử lý vấn đề, nên hóa giải được những khúc mắc trước đó. Điều này là nhờ quý nhân gợi ý, nên tuổi Hợi mới nhanh chóng tìm ra được phương hướng cho mình. Cùng với những khó khăn được khắc phục là những bước tiến mới trong công việc mà tuổi Tân Hợi giành được. Bạn gây được ấn tượng tốt với cấp trên, nên khả năng thăng tiến không phải là không có. Con giáp này hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến, ý tưởng của mình đi nhé. Bạn sẽ biết được thêm nhiều ưu thế của mình đó. Thời điểm này tình hình tài chính của bản mệnh khá tốt. Con giáp này cần phải vững tin vào chính bản thân mình để quyết đoán hơn, không để lỡ thời cơ ngay trước mắt. Tháng 6 âm này, tín chủ có lộc trời cho, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. So với những tháng trước thì đây là thời điểm bội thu của tuổi Tân Hợi. Lợi nhuận tăng vọt ở mức đáng bất ngờ. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì hãy mạnh dạn tiến tới, bạn có thể đạt được sự bứt phá khiến bao người ngưỡng mộ luôn đó. Tuy nhiên, trong tháng có thương quan chiếu mệnh nên con giáp này cần phải làm việc cẩn trọng hơn, tập trung vào mục tiêu của mình. Đừng thấy làm ăn đang tốt mà lơ là chú ý, có thể bạn sẽ hụt mất kha khá đơn hàng vì sự sao nhãng của mình. Vận đào hoa khởi sắc có lợi cho người Tân Hợi độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý. Xuất hiện trường hợp người cũ đã chia tay, bỗng ngỏ ý muốn trùng phùng, nếu vẫn còn tình cảm bạn cũng có thể cân nhắc lại. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971, bước sang tháng 7 cần chú ý đến những kẻ xấu đang ganh đua và có thể hãm hại mình. Mọi công việc cần được cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện và không nên tin vào lời xúi giục của người khác. Trong gia đình cần có sự tin tưởng lẫn nhau và kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. Sang tháng 7 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Hợi lâm cục diện hại thái tuế, vận khí sa sút, có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám, mưu sự gặp nhiều khó khăn hơn trước. Mặc dù có được sự hỗ trợ của thiên đức cát tinh, nhưng sự thành hay bại phụ thuộc vào bản thân bạn là chính. Khó khăn trong công việc chủ yếu đến từ vấn đề con người, là chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, vì ghen tị, đố kỵ với tài năng và thành tích bạn đạt được mà hiềm khích, gây khó dễ khi làm việc. Trong môi trường làm việc nào cũng thế, dù có chuyên nghiệp đến mấy, nhưng vẫn còn những cá nhân thiếu chuyên nghiệp. Vì thế, hãy bỏ mọi điều tiếng thị phi ngoài tai, đừng để đổ thêm dầu vào lửa mà hủy hoại tiền đồ. Tuổi Tân Hợi nên suy nghĩ tích cực hơn, buông bỏ bớt sân si. Bạn sẽ có cách nhìn mới lạ về công việc của mình, biết đâu sẽ cho ra đời những ý tưởng vượt bậc, nên nhớ họa từ miệng mà ra, chú ý vấn đề ăn nói. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, dự báo tài vận của người tuổi Tân Hợi kém sắc nhiều biến động. Đã vậy, dân gian lại coi tháng 7 lịch âm là tháng cô hồn, tháng hàng mã, mua hàng dễ hỏng hoặc gặp xui xẻo, nên tình hình kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng ít nhiều. Tháng này có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, bản mệnh thận trọng trong các hoạt động cầu tài, nhất là khi vay vốn làm ăn hoặc cho người khác vay tiền. Cần làm trong khả năng cho phép, hoàn tất mọi thủ tục đầy đủ, nóng vội hay tham lam sẽ khiến bạn lĩnh hậu quả khôn lường. Thầy phong thủy mách nước, nếu có thể, tuổi Tân Hợi nên đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường phong thủy tích cực, thúc đẩy tài khí vượng, thu hút vận may tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 8 âm lịch. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 của những người tháng 8 sẽ có thêm một vài cơ hội mới, song để thuận lợi trong công việc, bạn cần biết nắm bắt và tận dụng, hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân để nâng cao giá trị của chính mình. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 theo lịch âm thì thấy được rằng công việc của tín chủ tiến triển khá thuận lợi, hầu như không gặp trở lực nào quá lớn, một vài khó khăn trở ngại trước đó sẽ sớm được tháo gỡ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Thiên vu cát tinh đại diện cho sự thay đổi về vị trí, chức vụ trong sự nghiệp, tuổi Tân Hợi hoàn toàn tự tin khẳng định tài năng lãnh đạo, được đề bạt cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Người thông minh luôn biết cách biến thách thức thành động lực để phấn đấu. Ngược lại, kẻ lười nhác chỉ đùn đẩy trách nhiệm, bỏ lỡ thời cơ thất bại là lẽ đương nhiên, cơ hội luôn song hành cùng thách thức, chỉ những ai thực sự biết nắm bắt mới có thể thành công. Ngoài ra, trong tháng có tả phù cát tinh trợ lực, ví như bản mệnh được quý nhân phù trợ, gặp tình huống cấp bách có người ứng cứu kịp thời, vì thế, bản mệnh hãy mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công khá cao. Coi bói tử vi phương Đông, sang tháng 8 âm này,
Tài vận của tuổi Tân Hợi khá sáng, chính tài khởi sắc rõ rệt, thứ tài cũng khá hanh thông. Dù là nguồn thu chính hay phụ của bạn đều dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái, thứ tài hanh thông là thời điểm thuận lợi để mệnh chủ tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn, mở rộng kinh doanh. May mắn tài chính sẽ luôn mỉm cười với những ai thực sự nỗ lực đổ mồ hôi công sức vươn lên làm giàu. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng diễn ra thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi. Có điều, thầy tử vi có nhắc nhở, đương sự vẫn cần cẩn thận khi thiên cầu hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Về chuyện tình cảm, tháng có nguyệt lệnh lâm mộc dục, báo hiệu tình yêu thăng hoa, vận đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối lương duyên. Tuổi Tân Hợi thoải mái lựa chọn mà không phải đắn đo quá nhiều, đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi được cải thiện đáng kể, người bệnh nhanh chóng phục hồi, người bình thường càng thêm khỏe khoắn, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn do thiên cầu hung tinh rình rập. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 này, người tuổi Tân Hợi sẽ có công việc kinh doanh diễn ra tương đối tốt, chuyện tình cảm cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Cũng như bước tiến vượt trội, người tuổi Tân Hợi có tính cách thật thà và chăm chỉ, lúc nào họ cũng rất khiêm tốn học hỏi mọi người, chứ chẳng bao giờ khoe khoang kiến thức của bản thân. Chính vì vậy mà dù con đường sự nghiệp của họ không phát triển vùn vụt, nhưng lại thường có những bước tiến rất ổn định. Theo tử vi, trong khoảng thời gian đầu tháng 9 âm này, sự nghiệp của bản mệnh lại càng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều nhờ có thần tài phù trợ. Những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận, thậm chí có những người còn nắm bắt được cơ hội phát tài ngay trong một đêm. Nếu làm văn phòng, công việc của họ chắc chắn cũng sẽ có những bước tiến rõ ràng, những khúc mắc từ trước đó cũng được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản bất ngờ. Nhờ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, con giáp thành công tháng 9 âm lịch này sẽ tìm được hướng phát triển đúng đắn trong tương lai. Cơ hội trước mắt cũng có thể nắm bắt được dễ dàng, người tuổi này chỉ cần giữ trạng thái tinh thần bình tĩnh, tự tin thì chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Tháng này, lục bạch bay về phương Đông Bắc chỉ có lợi cho những ai làm việc liên quan tới tính kim như thợ kim hoàn, điện tử, ngân hàng, có cơ hội phát tài nhỏ. Bản mệnh tháng này không nên chủ quan chút nào vì tài lộc sẽ có nhiều biến động hơn bạn nghĩ đấy, vì có thể lúc nhận tiền bạn cảm thấy đã ổn. Nhưng sau đó có khá nhiều khoản phải chi bạn chưa tính đến và kết quả là cộng thêm việc dùng tiền không tính toán bạn có thể bị thâm hụt tài chính đấy nhé. Đời sống hôn nhân gia đình nhìn chung bình ổn, tuy nhiên sự kết nối giữa các thành viên trong nhà ngày càng rời rạc xa cách, rất cần tuổi Tân Hợi dành thời gian để kéo mọi người gần nhau hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 10 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 là những người nắm bắt được tình hình tài chính của bản thân. Các khoản đầu tư sinh lời như mong muốn và bạn cũng thoải mái trong việc chi tiêu mà không quá lo lắng về tiền bạc. Chuyện tình cảm của bạn cũng đang trong chiều hướng tốt đẹp. Về vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có khởi sắc đáng kể trong tháng 10 âm lịch này. Nhờ có cát thần che chở, công việc của con giáp này có tiến triển thuận lợi. Làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Điều này tạo ra sự hứng khởi lớn lao, giúp bản mệnh càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Cát thần này còn mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Nói là làm, những chú heo không mấy khi cần người khác phải thúc giục. Lại thêm chính ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp cho mệnh chủ nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Ở thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chờ, thiếu quyết đoán, thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch, có thể nói tài lộc trong tháng của người tuổi Tân Hợi ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều, nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu, với sự giúp đỡ từ quý nhân chỉ dẫn. Các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng, lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình, khiến bạn có một tháng thành thơi hơn. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn nhiều. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú hợi từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản, có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư mạo hiểm. Song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều, cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định.
Chưa chắc liều đã ăn nhiều đâu, nhất là khi thái tuế hung tinh trên đầu nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền cần có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì bản thân đã tích góp và cày kiếm bấy lâu. Vận trình luôn biến đổi không ngừng do là tháng đương đầu thái tuế, trong lúc đang thuận lợi vẫn có không ít hung họa tiềm ẩn khôn lường. Đòi hỏi bản mệnh phải luôn lý trí và tỉnh táo, chớ nên khinh suất, dù có đạt được lợi ích cũng đừng đắc ý cao ngạo, kẻo bị tiểu nhân đâm sau lưng. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 tháng 11 âm lịch có sự bứt phá mới với nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, để gặt hái được nhiều thành công thì bạn phải luôn cố gắng và nắm bắt chính xác thời điểm. Hãy chú ý hơn về sức khỏe của bản thân để tránh trường hợp làm việc quá sức. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 này. Do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện, có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân giúp bạn tìm ra định hướng phát triển, dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác, với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng 11 âm này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Về vận trình tài lộc, bản mệnh cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc trong khoảng thời gian này. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này, việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình, không nên ôm đồm quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước, chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn, hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân, do có các tinh Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh, con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi 2024 vào tháng 12 âm lịch. Đây là tháng cuối cùng của năm 2024, người tuổi Tân Hợi sẽ gặp được nhiều điểm sáng làm thay đổi cuộc sống, có thể đó là về chuyện gia đình, kết hôn hoặc thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, đối với người làm ăn thì tài lộc sẽ đến dồi dào, về sự nghiệp bản mệnh sẽ có một tháng với những thu hoạch gặt hái không tồi. Tuy nhiên, thành công đến chẳng dễ dàng khi mà khối lượng công việc gia tăng, chính quan cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này, chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bạn mới dùng bước chân. Điểm báo tử vi cho thấy, đầu tháng cát khí vượng nên sắp xếp để tiến hành các việc quan trọng để dễ bề thành công hơn, thiên vu cát tinh chủ về thăng quan tiến chức. Nếu trong thời gian này biết tận dụng tốt cơ hội, linh hoạt xử lý tình huống và có các mối quan hệ xã giao tốt thì chuyện tăng chức cũng không quá xa vời. Hữu bật quý nhân độ mệnh, tuổi Tân Hợi nên lắng nghe lời khuyên của người đi trước, đừng hành động bốc đồng sốc nổi mà đánh mất vận may, nhất là trong thời điểm cuối tháng. Khi mà cát khí đã dần cạn kiệt càng chớ nên manh động, hãy dành thời gian để hoàn thành những công việc còn đang dang dở, cải thiện chất lượng công việc của mình. Sắp xếp công việc theo trình tự khoa học sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết và theo dõi những vấn đề bất ngờ phát sinh, hạn chế sai sót ở mức thấp nhất. Vận trình tài lộc tuổi Tân Hợi tháng Chạp năm Giáp Thìn, con giáp này có nhiều cơ hội để tăng tài tiến lộc khi mà Nguyệt Mã Cát Tinh luôn ở bên hỗ trợ, giúp đỡ. Nhân duyên tốt giúp cho con giáp này quen biết được với những người giàu có, quyền lực, có thể trợ giúp cho bạn trong những bước đường sau này. Đừng vội đòi hỏi lợi ích, hãy từ từ tìm hiểu để đạt được mục tiêu của mình. Sự hấp tấp có thể khiến bạn đánh mất hết những cơ hội đáng quý. Nếu có cơ hội để mở rộng việc đầu tư kinh doanh, con giáp này có thể nhanh chóng chớp thời gian chứ đừng chần chừ do dự, cơ hội chẳng đợi ai, tiền bạc sẽ trôi đi như dòng nước.
lời nhắc mệnh dành cho bản mệnh Tân Hợi trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, không khoe khoang tài phú. Khi bước vào tuổi trung niên, ít nhiều cũng đã tích lũy được của cải, đó là bảo đảm cho cuộc sống của bạn, chứ không phải là vốn liếng để bạn khoe khoang. Nếu bạn vô ý để lộ ra thì không tránh khỏi bị những người có ý đồ nhắm tới và gây ra những tai họa không đáng có. Những người thực sự sáng suốt đều hiểu được đạo lý của việc không tiết lộ tài phú của mình. Ngay cả những người thân và bạn bè thân thiết, bạn cũng đừng nên để họ biết tình hình tài chính của mình. Con người ta có thể chấp nhận sự vinh dự và sự giàu có của một người xa lạ, nhưng họ lại không thể chịu được sự thành công của những người xung quanh, bởi vì con người vẫn còn có tâm ích kỷ và ghen tị. Có của cải mà không để lộ và phô trương không chỉ là một loại tu dưỡng bản thân, mà còn để bảo vệ bản thân khỏi những phiền phức không đáng có. Điều cấm kỵ thứ hai, cấm kỵ tức giận quá độ. Có câu nói rằng, giận dữ tất nhiên sẽ có hại cho người khác, nhưng người hứng chịu cơn giận nhiều nhất lại là chính mình. Điều hiển nhiên khi tức giận là bạn đang tác động tiêu cực đến cơ thể của chính mình. Nó không những làm tổn thương người khác, mà còn làm tổn thương chính mình. Mỗi lần tức giận, bạn đều đang làm hao tổn phúc khí và cản trở sự thành công của bạn. Sẽ luôn có những điều trong cuộc sống khiến bạn tâm tình phấn khích hay phẫn nộ. Nếu bạn để cảm xúc của mình tùy ý phát tiết, hậu quả tất yếu sẽ khiến người khác và chính bạn bị tổn thương. Chỉ khi bạn khoan dung và không nổi nóng, bạn mới có thể đón nhận được những niềm vui bất ngờ. Trong cuộc sống chúng ta rất khó tránh khỏi những chuyện khiến bản thân căm phẫn tức giận. Lúc này, tức giận chỉ là bản năng, nhưng kiềm chế cảm xúc và không tức giận mới là sự tu dưỡng sâu dày. Trong Thái Can Đàm có một câu, người không quan tâm đến vui buồn, vật không quan tâm đến yêu và ghét. Một người thực sự hàm dưỡng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, bởi vì khi họ có tấm lòng rộng lớn, thì tâm trạng tự nhiên sẽ ổn định. Nếu sự tu dưỡng càng sâu dày, thì phúc khí tự nhiên sẽ đến. Nhưng một số người luôn dễ dàng bị cảm xúc chi phối, họ dễ dàng bị hãm vào bên trong, không thể tự mình thoát ra được, cả ngày oán trời trách đất, kết quả là hại mình hại người. Còn những người thực sự có tu dưỡng sẽ không bao giờ vui buồn quá mức, bởi vì họ suy nghĩ thấu đáo hơn và tầm nhìn của họ bao quát hơn, do đó họ có thể kiềm chế được cảm xúc tức giận và làm chủ được cuộc sống của mình. Điều cấm kỵ thứ ba, tránh khoe khoang tài năng. Từ Hạo là một nhà thư pháp thời Đường. Ông đã viết trong cuốn luận thư của mình rằng, khi bạn sử dụng bút lông, bạn phải ẩn những sợi lông của bút. Nếu sợi lông không ẩn đi, các nét chữ sẽ bị loạn, làm người cũng giống như viết chữ. Nếu bạn quá sắc sảo, bạn chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Chỉ bằng cách sống một cuộc đời bình lặng, bạn mới có thể bình yên và suôn sẻ, dù trong cuộc sống hay nơi làm việc, khi bạn biết ẩn giấu tài năng của mình và giữ thái độ khiêm tốn, đó mới là trí tuệ. Khoe khoang bản thân dễ thu hút sự ghen ghét của người khác. Vì vậy, phúc khí sẽ tự nhiên tránh xa bạn. Điều cấm kỵ thứ tư, cấm kỵ nhiều lời. Sách Lễ Ký có viết, miệng không nói lời ác độc, lúc tức giận cũng không nói lời hại chính mình, cửa ải khẩu ngữ vẫn chưa qua, thì sao có thể thành được đại sự. Muốn đứng thẳng thì đừng dựa vào cái gốc nói suông. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, người ngay thẳng kỵ nhất là tự mãn và nói không đúng sự thật, hoặc ba hoa khoác lác, bởi vì như thế sẽ khiến bản thân gặp phải tai họa. Hơn nữa còn làm mất tín nhiệm và sự tôn trọng của người khác. Người chỉ biết khua môi múa mép sẽ rất khó làm được việc lớn. Quý vị thân mến, tránh được bốn điều này thì phúc khí của bạn sẽ ngày càng nhiều. Dù hạnh phúc là điều không nhìn thấy, cũng không chạm đến được, nhưng nó hoàn toàn có thể đạt được. Chỉ cần bạn tránh được bốn điều này thì phúc khí của bạn sẽ ngày càng nhiều hơn. Học một chữ tránh trong cuộc sống, bạn có thể có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, bạn có thể sống một cuộc đời an nhiên, bình an và suôn sẻ. Là người biết cách tránh, đó là một loại tu dưỡng cần thiết trong cuộc sống để phúc khí ngày càng nhiều hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.